những nít mới học đây vậy rồi bỏ cái gì làm bỏ chứ cái gì làm biến đúng không rồi ở đâu chết đó à rồi ở đó rồi chết đó rồi 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 giữ cái gì à chết rồi giữ được không bởi ai đến đây tâm mừng lắm mà lo hơi chữ đâu bộ tao cơ tâm mừng là gì tâm mừng là nói cho nghe mà rồi nghe mà không nghe. Không có thi hành thì ráng chịu có tới thì có nói không tới ai nói không lẽ tao mừng đông người tới chỗ này tới chỗ kia tao không có đi hai ba ngày mà đi cũng mà đâu không có đâu chạy xe máy rồi đi máy bay rồi không cái bình bông này con cá tim bông bình tâm đó còn để đó là đi xe máy mà bệnh này bệnh quá bệnh vừa vừa cái này cái này con cắm đi vô thương quá là đi vậy đi vòng vòng con muốn ở một hai người nói chuyện chơi đi ít có người hiểu hai tao mượn dao qua mày bởi vì cái vụ đâm này là không phải mình muốn đâm mà ở bên ông trời mấy cô bên ông trời á cũng cho xếp hơn nữa rồi mà mấy cô mấy phần ở bên mẫu nè cũng cho xếp hơn nữa mà thằng đó nó biểu mở ra cho nó mở coi nó tính sao biết nó đem cái kéo bén qua nó cắt hết khúc kình hơn một thước à giờ còn cũng còn đây mà thì nó cắt hết khúc rồi vậy đã cho có lạ vậy rồi đi đâu ai thấy kỳ rồi nó câu vô ta nói rồi mà nghe mà biết lo thì còn cà lê cà lỏng thì chết ráng chịu chỉ rửa gom lại một cục đây nè chỉ có đồ đanh người ta chịu mặt trận mới nổi nè còn một số chứ để chết hết sao dạ thằng con đã xin phép sư ông nha một. Rồi cho con gửi lời kính thăm ơn sư ông và bà được nhiều sức khỏe và dạng sự an lành ăn bết vui vẻ hả sư ông rồi lo chuẩn bị đi dạ. Thì cái câu này là cái câu chết nè nó bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc kêu nay tận diệt mới lập đời trở lại mà tận diệt cái chỗ ngang ngang không có đạo đề thì tận diệt còn người mà có đạo đề rồi mình bây giờ mà ai được nghe thì chạy lại đây đó là được khối cục một số còn không chạy lại đây ở đâu rồi ở đâu là chết chung với đám ngang ngang rồi mình ở chung với nó rồi mình cũng chết chung à mình chạy đi tránh né đi mình chết rồi giống gì cũng bỏ hết trơn chứ nói thôi mắc lo giữ này giữ kia chạy đi mất trời đó cái miệng mình còn rồi giống gì cũng còn mà rồi chết rồi mà giữ cái gì mà chết rồi đừng có giữ bỏ đi tới bên rồi phải coi thấy rắc rối thì phóng giải phóng quân miền Nam chạy con ở xa siêu âm lắm liệu cái nói gì siêu âm con ở xa lắm đi dạ thôi để con xin phép siêu âm nha siêu âm giữ gìn sức khỏe bà giữ gìn sức khỏe con kính cảm ơn siêu âm nhiều A Di Đà Phật thôi cũng giỏi mà sao mà cái kiến này mà con chút về mà sao có nói chuyện này hay quá quánh nó kiến cho nó banh văng cho rồi là hết nói chuyện sẽ chứa quá hay cái kiến mua nhiều tiền hả dạ chị giờ chị Nguyệt làm công chuyện á không chị Nguyệt chào sư ông rồi đó chào rồi kéo từ rồi biết sử dụng hay quá ha biết sử dụng ông ơi lâu quá rồi 8 tháng nay rồi hai vợ chồng con mới xuống thăm ông hả 8 tháng nay rồi hai vợ chồng con mới xuống thăm ông dạ ông với bà khỏe hả ông
bà mà không có ở đây cũng đã đi đi về nước Đức ở rồi. Về nước Đức à? Sao vậy? Bà bệnh hả? Bây giờ tôi thấy bà Trì hút nước thuốc rồi thổi ít cái bà ngồi vậy. Rồi cái giường phơi mì của ông chồng á để cho bà con á đến ăn người hôm nay sao không? Lâu quá con không có. Đó là nữa là lúa gạo gì đây không biết là sao chứ rồi ông trời ông không cho chỗ mà tao xin chỗ rồi xin trúng luôn. Mà cái người mình buồn không biết ở đây mà tôi sợ ông trời ông dập cái không chỗ mà mình ăn mì. Mình có mì sao? Mì còn ngon nữa. Mì lột gió rửa bỏ miệng nhai khỏi nấu. Dạ. Thấy không? Dạ. Nhai no rồi thôi, khỏi nấu. Rồi còn lúa là mắc sai, nhưng mắc do nấu cả khổ không? Bởi vì trồng mì nó hay hơn. Còn cây mà trồng nó biết bán có ai mua không? Trồng mấy ngàn công cây về mấy ngàn công bán có ai mua không? Hãy ai mua thì có mà không ai mua rồi cây rồi đói quá là chặt cây chặt khúc khúc bỏ không nhai được không? Nhai nấu được không? Yeah. Mì là đứng vào đầu số một. Yeah. Mẫu à, mẹ đây nè, quá là quá cái gì tao khen là mẫu quá, tao khen nó là mẫu, khen tao mà tao khen mẫu. Mẫu này. Mẫu là tao nói vậy nè, mà mẫu biết sao không? Dài vô đi. Ừ. Tao nói mẫu ơi. Trộn cái quần dài vô đi. Nhất cái giống đi không muốn đâu. À, ý cái này đừng có thì nhất cái giống nữa. Mấy bữa dài. Có gì mà. Ừ. Nhất cái sống nhất hai cái đầu gối. Đi không có muốn được. Bởi già rồi nó sinh tật bệnh đủ thứ hết. Ô, trời nó. Đúng vậy đó. Vô đây con có thôi. Bác bởi con thấy bà không biết rồi. Đúng rồi. Ông không mặc vô luôn hả? Ông mặc cái đó thôi hả? Là mới đứng dậy chết luôn. Đứng dậy chết luôn làm giống lấy ai mà trụ lên. Mày kéo ông đứng dậy coi. Kéo ông đứng dậy. Đứng dậy kéo lên mấy hồi nè. Làm giống nít thôi. Thấy bất từ quá. Đó, vậy có thấy được không? Thấy giống ông già không? Quá được hùng nữa kìa. Ừ. Kéo lên. Có phải đẹp trai không? Dạ. Đứng dậy kéo lên. Ừ. Dạ. Có gì đâu. Giờ nút vô đi, giờ hai nút thôi. Giờ nút một cũng được. Ừ, nút cũng được, hai nút cũng được. Mệt quá không ơi. Mệt chích mồ hôi. Chích mồ hôi luôn. Ông ơi. Bà lớn gầy rồi, yếu quá. Ông ơi. Ông với bà thì hôm nay á là ngày 26 Tết rồi à, sắp đến Tết đó thì em Tăng Phương Khanh con gái của chị Nguyệt, anh ơi đưa cái điện thoại em ra à. Con gái của chị Nguyệt, chị Nguyệt nãy nói chuyện với ông đó không? Vậy hả? Là con gái của chị á thì đã đưa con ra cái cô này đưa từ nhiều lắm. Dạ dạ rồi hôm nay thì chị Nguyệt á, là con gái của chị Nguyệt em Tăng Phương Khanh á là có gửi con 100 đô. Nhờ con mua bông trái cây cúng mẫu là mấy trăm ngàn tiền lẻ rồi còn 2 triệu. Thì 2 triệu đó là lì xì cho ông bà ăn Tết. Và con chia ra một người một triệu. 2, 4, 6, 8, 10 con chia ra một ông 1 triệu chia cho nhiều bà 1 triệu lắm mà mừng lắm. Dạ thì đây là số tiền của em Tăng Phương Khanh con gái chị Nguyệt để rồi con cho ông xem hình của con gái chị Nguyệt với cháu của chị Nguyệt. À, chị Nguyệt với con gái của chị Nguyệt kính lời là kính thăm ông bà. Dạ. 2, 4, 6, 8, 10 Đâu, đi cho bác sĩ bác trưởng rồi đấy. Ông già bác sĩ bác trưởng rồi đấy. Dạ, rồi thì con chia ra là hai người là ông 1 triệu và 1 triệu nghe ông bà. Dạ, đây con xin gửi cho phần ông là 1 triệu là của em Tăng Phương Khanh. Đây là 1 triệu là của phần của em Tăng Phương Khanh. Ê, có nói chuyện qua lại được đó. Mẫu độ cho con. Bây giờ là bác Hồ đó, tao nói nếu mà tao cắt giữ rồi bác Hồ là đem cho ông ra lệnh hiến cho con 1 triệu. Hãy giữ rồi vô tiền. Dạ. Đừng mà cũng dắt dắt rồi quánh không được chạy. Giờ mua này kia. Còn bây giờ ta nắm đây là có vui gì. Hình con gái của chị Nguyệt với cháu ngoại chị Nguyệt cái chị mới nói chuyện với ông á. Dạ. Dạ. Thôi vậy là thấy mặt rồi biết không? Dạ.
có thằng này nó không nói gì tao không biết làm sao với nó nè. Giờ còn ở đây cười với tao nói ra nghe rồi phải không? Coi coi gục nghịt sập giả hống quân mình không, không có giữ cái gì được. Không có giữ nhà giữ cửa mà giữ gì có nước chảy là còn ở đó tao chết quá ha bé. Bé mạnh nha con. Cháu ngoại hay cháu nội à? Cháu ngoại của chị Nguyệt nãy mới nói chuyện với ông đó, bên Mỹ đó đó bà. Bà à, còn cái phần này á là của em Thu. Em Thu cũng ở nước ngoài mà con cũng không biết là em ở nước nào nữa. Dạ lâu quá bệnh dịch em không có dám đi á. Em sợ mà. Dạ. Mà bây giờ đi đi đại vậy chứ. Cũng còn ta cũng còn sợ. Dạ. Bệnh dịch cũng vẫn còn. Cũng vẫn còn. Nhưng mà bây giờ kiểu như mở cửa rồi đó chị. Rồi sống chung với dịch luôn. Sống chung với dịch. Sống chung với dịch luôn. À, sống chung với dịch. Dạ. Đi đâu cẩn thận. Dạ. Năm mới vui vẻ phát tài nghe chị. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Chúc con hai đồng chúng mình vui vẻ phát tài nha. Dạ, dạ chị. Con gái của ông. Gái của ông ở đây chăm sóc cho ông bà. Ờ. Dạ. Nhỏ đó con gái chú cháu. Ôi, ông cũng gần gần ông đi rồi. Chỉ thôi đi. À, nói là chú cháu. Chung ông đi. Chú cháu. Tôi bằng chị Sáu. Dạ, chị Sáu. Ở đây thì chị Sáu với chị Tám là nuôi ông với bà. Có hai chị chăm sóc chị ông với bà. Chị Sáu à. Dạ, còn đây là cái phần em Thu ở nước ngoài mà con cũng không biết em ở nước nào nữa, thì em cũng không nói ở nước nào á ông bà. Thì có gửi con 1 triệu. Nhờ con mua bông với trái cây thì con mua bông với trái cây cúng mẫu là 200. Thì còn được 800. Con gửi cho ông bà 800. Thì cái phần con đưa cho cái này là con gửi cho ông 400 nè. Còn đây là 400 là phần của bà. Không có làm cặp chữ mắt hết trơn, có biết xài là làm nào. Dạ nhưng mà chia hai ra chị. Cách cho vui chứ có biết xài. Dạ không biết xài rồi. Nó gửi cho con đây rồi. Dạ con đem bông trái cây rồi. Dạ bông trái cây cũng mẫu cũng biết chị em ở nước ngoài á chị nhờ em. Trách nhiệm của ông là ông phải ra lệnh.